Yo, xin chào tất cả những người bạn có mặt trên kênh của mình. Mình là Lãn ở đây. Đến với lại video ngày hôm nay chúng ta thì chúc các bạn đang xem video có một ngày sẽ tốt lành nha. Vâng. Trời ơi. Vừa mới nhặt được cái XM8 ấy, thằng bị thanh niên cạo bách ra đầu luôn ạ. Trời ơi, thật sự luôn. Ok. Mới vào mà đã xem TV rồi, hy vọng đồng đội của mình. Ôi trời, đồng đội của mình còn đúng một người. Bông ơi bông, cố lên bông ơi. Chạy đi bông ơi. Ôi ôi. Không biết là bông có cứu được ai không hôm nay. Vâng, cứu được rồi các bạn. Trời ơi, máy thế. Ui, cảm ơn bông nhiều nhá. Mày đấy các bạn. Đây, 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 có địch, có địch, có địch. Thấy rồi, thấy rồi. Rồi, gục. Hôm nay bị ông nào bắn yếu nhỉ. Ê, còn hả, còn. Thôi, từ từ đấy các bạn ơi. Trận này mình thấy nó cứ có mùi gì đấy các bạn. Nên là thôi lụm được kill nào, lụm nhẹ nhẹ xong rồi đi các bạn nhá. Không nên ùa lao tới đâu, nguy hiểm lắm. Trời ơi, bạn số 3 gục rồi. Rồi, một bé nó bay đầu này. Tôi cần trang bị. Mình xin. Đấy, lại có kill liền. Đây, chờ tí mình cứu cho. Đấy, đồng đội chiến đấu cùng nhau, ăn ngủ cùng nhau mà. Sao mà có chuyện thấy chết mà không cứu được các bạn. Phải cứu chứ. Đấy, bây giờ game Free Fire nó hay là hay ở cái chỗ đấy các bạn. Chết là không có phải lo, không phải xem phim. Đấy, cứ chờ xíu đồng đội cứu thôi. Nhưng mà phải đồng đội ruột cơ. Chứ chơi với mấy ông trên kênh thế giới thì nhiều khi ấy lắm các bạn ạ. Dễ toàn lắm. Đây, mình lại cứu, trời ơi. Gì đâu, xu mình nhiều mà. Nhưng mà gần hết xu ấy nha. Các bạn đừng có chết đấy nha. Ủa, mình vừa mới cứu bạn số 4 xong, bạn số 3 lại gục. Nhưng mà vừa cứu bạn số 3 vừa nãy xong, giờ lại thấy nằm xuống rồi. Ừ, còn có 500 xu không đủ. Từ từ đợi xíu mình đi loot xong rồi mình lại cứu thôi nha. Khổ thế đấy. Cũng may là nãy giờ mình loot được nhiều xu. Đây, bình chữ X. Mình qua mình tiêu diệt mấy thanh niên này cho. Hình như là mấy thanh niên này là mấy thanh niên là bắn đồng đội của mình như sao. Ơ kìa, nó lại gục nữa rồi. Trời ơi. Cứu tôi, cứu tôi. Mấy ông này như là AFK luôn rồi à ta. Chứ người đâu mà gục nhanh như thế, nhiều như thế được nhỉ. Một bé gục. Kèo rồi, kèo rồi, kèo rồi. Đây, từ từ. Mình cũng bơm máu cái đã. Bên đấy hai người lận. Hai đánh một không chột cũng què mà. Chứ có công qua đây không? Công qua đây không các bạn ơi? Qua đây làm gọi mình đi. Có địch. Hôm qua à? Ủa ôi, một ông bên góc kia nữa kìa. Ui, chia góc ra lên kìa các bạn. Ây, dạ, 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 chiến thuật. Chiến thuật này. À, ông kia sao? Ô, 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 bẻ góc hả? À? Bẻ cái góc này. Rồi, đi ạ. Gặp mấy cái thanh niên mà cứ thích kiểu bẻ góc lên thế này ấy, thì các bạn cứ công thẳng lên tiêu diệt từng người. Thế là xong. Chứ mà các bạn mà đứng im một chỗ là toang ấy nha. Bên nhà người kìa. Ê, ê, lên, 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 lên em ơi. Hình như là bạn số 3, bạn số 4 AFK thật rồi. Ấy rồi cứ cứu lên xong rồi các bạn đứng khơi khơi các bạn ấy ngõ mà. Chơi mà lại chơi vào xong rồi AFK. Cay thế nhờ. Ôi gục. Đâu? Oh. Lia. Thơm liền, thơm liền. Ở đâu bạn số 4 di chuyển rồi, may thế. Ồ, đúng rồi bạn ơi, vào đi bạn ạ. Chơi mà chơi AFK là không tốt đâu bạn ạ. Tài nguyên ở đây. Trận này nhiều tay to lắm. Tí nữa về bó cuối mà không cẩn thận là dễ bị úp sọt lắm này. Rồi, đồ đấy, đồ đây, đồ đây, đồ đây. Lại lút đồ đi bạn ơi. Làm gì vậy? Tôi cần trang bị. Biết là bạn đang làm gì luôn. À, đang bơm máu. Ừ, tưởng là bị ai đó ganh cơ. Tôi cần trang bị. Rồi, hết cứu rồi luôn rồi. Thôi, bạn số 3 lại xem TV thôi. Hết cứu rồi các bạn. Hết thời gian rồi. Vật phẩm nó bán theo thời gian, nó hết rồi. Kìa, kìa, bên kia có người kìa. Mình tìm hai người nha. Nhưng mà từ từ đã các bạn ơi. Đồng đội của tôi ơi, bình tĩnh. Vừa bắn vừa nhử nha. Để mình làm y tá cho. Rồi xuống đi bạn. Ê, có người tới cứu. Ok, xong. Không một vết xước. Nhưng mà team này vẫn còn đồng đội nha. Đội thanh niên này đâu ta? Rồi bên này xong. Trời ơi, còn 10 người nữa. Ê, hay quá. Được không? Ủa, vẫn còn kìa, vẫn còn kìa.
sao đội mình bỏ nhở? Thôi, không thôi. Trời ơi, kèo ngon thế này mà nhưng bỏ. Tôi cần chắc 7 người. Team mình 3 rồi, như vậy là khả năng sẽ còn một team 4 nha. Team kia đang thủ khá là ngon đấy. Tôi cần trang bị. Càng thêm mấy anh trai. Bây giờ có nhiều xu nhưng mà không có chỗ nào để cứu được đồng đội hết. Đành phải đánh kèo 3-4 thôi. Hay quá. Được không, được không, được không? Hay quá đồng đội của tôi. Vâng, cần 2 rồi, cần 2 rồi. Tôi vẫn còn kìa, vẫn còn, vẫn còn. Vẫn còn nha, cứ công đi mình cover cho. Đấy, lọt rồi đấy. Xúc. Đúng rồi. Trời ơi. Được không? Ok, vẫn chạy được à? Không sao, để mình bò góc cho. Kia này chạy tối với căn nhà này ghê nhở. Nhưng mà đồng đội mình đang chạy tối rồi nên là mình sẽ ra đây mình cover vậy. Một bé nữa gục. Gục rồi, gục rồi, gục rồi. Còn trên nhà thôi đấy. Được không? Đây, các bạn cứ bắn cho mình canh nhận. Đây rồi. Úi giời ơi. Ok. Lía. Trời ơi. Lụng điện các bạn. Mình biết là kiểu gì thanh niên đấy cũng sẽ nhảy xuống mà. Đồng đội mình công rồi thì mình sẽ ở dưới mình cover thôi. Rồi, còn một thôi. Dễ rồi. Rồi, go, 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 go. Hay quá. Ok. Trận này mặc dù là giai đoạn đầu nó hơi căng. Nhưng mà cũng may các bạn. Rồi, lụng nha. Sắp lên thách đấu đến nơi rồi các bạn ạ. Ok, vùng xanh. Không biết là có team nào xuống đây không. Địa điểm đã đến dấu. Ban nãy cũng vùng xanh đấy các bạn, cũng hơi căng. Chuyện này không biết sao đây. Chuyện này chắc là không ai rồi, ngon rồi. À có nha, có. Nhưng mà bên ngoài xa chứ không có ở trong này. Đồng đội của tôi ơi, lút đồ lẹ đi, chuẩn bị có người tấp vào bây giờ đấy. Chuẩn bị tấp vào bây giờ đấy. Nên là nhanh gọn lẹ đi, thấy tiếng súng rồi. Đấy kìa, bị bắn kìa, chết đôi kìa, chết đôi kìa, chết đôi kìa. Nào. Mấy thanh niên trên đây bắn được vài viên xong lại ngưng các bạn ơi. Chắc là cũng đang thăm dò team mình thôi. Lên luôn đi các bạn. Trời ơi, thăm dò cái gì nữa. Đầu game này chỉ cứ liều với ăn nhiều các bạn ơi. Anh em lo thanh niên bên dưới nha, mình lo thanh niên bên trên này nha. Đây rồi, mình thấy rồi. Một bạn nữ trắng. Rồi, gục. Trời ơi. Trời ơi. Dũng à. Chết rồi. Đây, 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 đây. Keo đúng không? Keo đúng không? Ừ, rồi luôn. Đồng đội của bạn không? Đây rồi, mình thấy rồi. Trời ơi. Nó cứ 3 viên xong nó ngừng rồi. Buồn ghê. Chạy đi. Hình như team này mấy bạn nữ rồi ta. Mình thấy chạy cứ lơ ngơ lơ ngơ các bạn ạ. Trước thì gặp toàn team căng không. Trận này gặp cứ kiểu lơ ngơ kiểu gì ấy. Game nó ghép trận nó hơi ảo lòi các bạn ạ. Tranh thủ đầu game đang còn nhàn nhàn. Đây đây đây. Lại có một thanh niên nữa đang chạy ngoài rìa bo. Chắc là bạn ấy nghĩ là sẽ không ai tìm ra bạn ấy đâu. Nhưng mà cuộc sống này đâu như mơ. Nào, lộ diện nào anh trai. Anh trai đâu rồi? À đây rồi. Chạy xe luôn cơ ạ. Trời ơi. Nổ. Ừ, đúng rồi. Chạy đi đâu. Ok, Lia. Vâng, bây giờ mà gãy tầm này tí nữa ra là cũng phải tầm bốn mấy năm mấy điểm các bạn. To á. Đội mình gục rồi kìa. Hay quá. Mới thấy đồng đội gục thôi mà có người đứng sẵn ở cái máy cứu luôn rồi. Nhanh thật chứ. Gục rồi, gục rồi. Tí mình 3 người ở đây mà bạn ấy đứng bạn em sấy như là nhà của bạn ấy ấy. Cái này thì đỡ làm sao được. Nào, bên nhà kia còn một người nữa nha.
Đây để mình qua cho các bạn ơi. À, cái cổng được kìa. Cay thế nhở. Chỗ được chỗ không các bạn. Đặt xong cái cổng chắc thanh niên chạy mất tiêu luôn rồi quá. Vẫn còn ở trên nha, vẫn còn ở trên nha. Ê, ê, ê. Các bạn thấy nãy giờ mình đứng ở cái thế nó khơi khơi nhưng mà thực ra thì nó không phải khơi khơi đâu các bạn ạ. Cái pha đấy là mình đang nấp vào cái mép cầu thang để nó che cái nửa thân dưới của mình đấy. Bạn ấy khi mà bắn mình ấy thì bạn ấy sẽ không có bắt tâm được mà bắt buộc là bạn ấy phải tự ngắm. Đấy, nên là mình mới đứng khơi khơi như vậy. Nhiều bạn chắc nghĩ kiểu cái pha vừa rồi mình đứng khơi khơi để cho người ta one shot cho tâm đúng không? Dễ gì. Không có kéo tâm one shot được cái pha đấy đâu. Chỉ có tự ngắm vào thì may ra dính thôi. Kìa, thở mà sao bắn không trúng nhở? Rồi, gục rồi, gục rồi. Anh niên này đi đơn lẻ này thì sao mà đỡ được. Đi đơn lẻ này là dở rồi. Chơi phai phai bây giờ phải đi chung các bạn ạ. Chứ nếu như mà đi lẻ là dễ bị cả team quật lắm. Mình đi lẻ nhiều mình biết mà. Chỉ có danh dưới thôi, còn tầm tầm danh cao thủ đổ lên đi lẻ là dễ bị gãy lắm các bạn ơi. Tại vì trên đây trình của ai nó cũng xem nhau rồi. Nó không có kiểu như là danh dưới rồi tranh trình cái kiểu đâu. U đây 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 đây. 1 2 3. U 4 người. Trời. Chim cút. Chim cút liền. Rồi đông lắm các bạn ơi, 4 người lận đấy. Ôi giời, ông đồng đội mình lao lên kìa. Từ từ bạn ơi, team này 4 người đấy. Ây à, ông đồng đội mình múa kìa các bạn. Múa kìa. Múa nổi không? Rồi, bay đầu một thanh niên rồi. Hay. Rồi. Ngon. Đấy. Lui tí, chờ đồng đội lên thì mới công được các bạn. Cứ cái pha rồi một mình nhảy xuống 4 người là kiểu gì mình cũng tèo đấy. Rồi bây giờ game theo kiểu gì đấy các bạn. Đồ quá trời đồ này. Trên đồi có keo nha, hai màu keo khác nhau, tức là trên đấy sẽ có hai người đấy. Đây cái cột này khá là im này. Từ từ bán, móc thì móc từ từ thôi chứ móc nhanh quá đau không chịu sao nổi. Trên lầu có người đấy bạn ơi. Tưởng đồng đội mình công lên chứ, thôi không công thì đi bạn ơi, từ bình tĩnh. Rồi gục. Rồi gục 2. Ok, bút từ từ liền. Còn 10 người nữa. Đồng đội mình đang đẩy lên đồi dần rồi. Mình cũng tranh thủ lụm nốt những cái đồ còn lại để chuẩn bị giao tranh pha cuối nha các bạn nha. Đây. Phía sau ngon nha, không có gì nha. Sợ nhất là địch phía sau các bạn. Ôi giời, trời ơi. Team mình lụm hết luôn rồi các bạn ơi. Sợ thế. Vừa mua đồ xong nó mới căn chỉnh tí trang bị chứ mà đã bò da rồi. Tội thế này sao mà đỡ được. Ok thì chắc là clip của mình đến đây nha các bạn. Thì cảm ơn các bạn đã xem video và chúc các bạn có một ngày thật tốt lành nha. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những clip lần sau. Bye bye.